Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm nay và ngày mai 10 tháng 9 năm 2023. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ, lấn về phía Tây. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu. Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, có nơi mưa dừa và dông. Trong cơn dông, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam, cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau. Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Ngoài khơi, sóng cao từ 1 đến 2 m rưỡi, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m30 xuất hiện lúc 1 giờ ngày 10 tháng 9, thấp nhất âm 1m10 xuất hiện lúc 16 giờ 30 ngày 9 tháng 9. Còn mực nước tại Phước Long cao nhất 1m xuất hiện lúc 16 giờ 30 ngày 9 tháng 9, thấp nhất 0m95 xuất hiện lúc 1 giờ ngày 10 tháng 9. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.